Xin chào toàn thể quý vị và các bạn cũng quay trở lại với kênh Văn Thành Nhà Mới nha. Hôm nay Thành lại tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn một căn nhà là một mẫu nhà bestseller của năm 2022. Xây căn nào bán căn đó mọi người ha. Và căn nhà hôm nay mang đến cho mọi người là một căn nhà có diện tích là ngang 4m và dày 30m, nằm ngay mặt tiền đường nhựa thông rất là lớn. Đây. Hôm nay trời nắng rất là đẹp luôn. Thì căn nhà này thuộc hướng là hướng Tây, thuộc về là Tây Tứ Trạch. Đó, thuộc về Tây Tứ Trạch anh chị ha. Và như anh chị cũng đã chắc là không còn xa lạ với cái mẫu nhà này nữa mọi người ha. Một căn nhà có thiết kế hiện đại và nổi bật so với những căn nhà còn lại mọi người ha. Tuy là cũng kết cấu một trệt một lầu thôi. Đó, thì căn nhà hôm nay mang đến cho mọi người thì một căn nhà xây riêng biệt với kết cấu một trệt một lầu, có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 3 phòng vệ sinh riêng biệt cho từng phòng ngủ luôn. Đặc biệt thì sẽ có một phòng ngủ ở dưới cho quý cô chú lớn tuổi. Đây là một căn nhà nằm mặt tiền đường hẻm thông. Chúng ta kinh doanh mua bán thoải mái. Nằm cách Hương Lộ 11 tầm khoảng là 1 cây số và cách chợ Hương Long rơi vào tầm khoảng hơn 1 cây số mọi người nhé. Và anh chị nào mà quan tâm đến mẫu nhà này cũng như phân khúc giá của căn nhà này thì có thể liên hệ cho Thành nhé. Thì hiện tại mẫu nhà này bên đơn vị Thành đang gần hoàn thiện thêm 2 căn nữa. Tức là kể tính thêm căn này là có tổng cộng là 3 căn nha mọi người nhé. Một căn thì nó sẽ nằm ngay khu đô thị 562 với mức giá là 2 tỷ 6. Một căn sẽ nằm ngay chợ Long Thượng và cũng với mức giá là tầm khoảng hơn 2 tỷ 6. Và căn hiện tại Thành đang review đây là giá hiện tại là 3 tỷ 1 anh chị ha, 3 tỷ 1 nha mọi người nhé. Đây, một mẫu nhà bestseller luôn ha. Mẫu nhà xây dựng hiện đại và rất đẹp. Mà đặc biệt thì căn nhà này có cả cái phần sân ô tô rất là rộng luôn. Sân ô tô tầm khoảng là có chiều dài tầm khoảng là 8m. Đây, hai bên tường thì xây dựng rất là cao. Rồi về chúng ta có thể làm thêm một cái hệ vòm nữa. Đây, mẫu mặt dựng thì có 3 tông màu chủ đạo là tông màu trắng, tông màu cam và tông màu nâu đất. Đây, có thể nếu mà mình không thích cái tông màu như thế này thì có thể là thay đổi lại sau ha mọi người ha. Bên đơn vị Thành sẽ thay đổi lại tông màu, sơn lại màu cho mình nhé. Wow, khoảng không gian phòng khách thì nó rơi vào tầm khoảng là 20m2 á mọi người ha. Đây, để Thành mà bật đèn lên cho mọi người có thể thấy được cái độ. Đó, cái nhà mình khi hoàn thiện nó sẽ, những cái mẫu còn lại thì đang hoàn thiện thì nếu hoàn thiện cũng sẽ như cái căn này luôn mọi người ha. Đây, chúng ta có một bức tranh phong thủy hữu tình, một bên là một cái hồ Thiên Nga, một bên thì một cái thác nước. Đó, rất là nhiều tranh ảnh luôn. Có phòng ngủ phía dưới cho cô chú anh chị lớn tuổi luôn ha. Đây, có một bộ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, đầy đủ hết công năng để chúng ta sử dụng nha mọi người nha. Di chuyển ra không gian ở phía sau thì chúng ta sẽ có một toilet nha mọi người. Wow, ở sau nhà mình thì có cái cây lá mơ. Đó, cây lá mơ nó leo lên mọi người. Đó, cây này thì rất là tốt, có công năng là chữa bệnh dạ dày á mọi người. Và chúng ta di chuyển lên không gian lầu 1 nhé. Trên lầu 1 thì sẽ có là 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ ha mọi người. Đây, chúng ta sẽ có một phòng ngủ đầu tiên này, có toilet bên trong luôn, toilet riêng biệt luôn nha. Và tiếp đến thì chúng ta cũng có một phòng ngủ phía dưới, ở giữa xin lỗi mọi người, một phòng ngủ ở giữa. Đó, thì phòng ngủ ở giữa này sẽ sử dụng toilet ngay đây nha mọi người. Cuối cùng thì sẽ có một căn phòng thờ hoặc sử dụng làm phòng ngủ luôn tùy theo cái nhu cầu của mình nha mọi người nhé. Và trước thì sẽ có ban công và
những cái hoa ở phía trước. Đây, cây hoa giấy này. Wow, rất là đẹp luôn. Cây hoa giấy ghép rất là nhiều màu. Đây. Và trước mặt chúng ta là trục đường hẻm thông, đường nhựa xe cộ qua lại này mọi người. Đó. Anh chị nào mà quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ cho Thành sớm nha. Và nếu mà không hợp hướng này thì Thành còn một căn hướng bắc và một căn hướng đông mọi người nhé. Đó, cũng mẫu nhà này luôn. Anh chị nào quan tâm liên hệ cho Thành nha. Rồi, Thành xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sắp tới ạ.